cũng rồi mới luộc qua mới ấy hả ta? Rửa ra rửa cho mình đổ nước sôi mình cho mình xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn. Bữa nay xuống Bắc Ba mời được bác Hai Ba Phi, lâu quá rồi không có mời được bác Hai. Bữa nay có bác Hai rồi, sẵn đó có miếng sườn, bữa nay mình sẽ sườn mình muối xả mình nướng, còn hai con khô cá cha thì mình sẽ nướng rồi mình bóp gỏi sầu đâu làm xương xương với bác Hai bữa rồi. Bác Hai đó bận việc công chuyện qua con cháu ơi, nhờ cái việc này đó mấy anh em mới gặp nhau đó. Thôi kính chào cả nhà, mình cũng vui vẻ mà. Lâu lâu quá bác cháu mình gặp lại, tình cảm quá, cái ống mưa luôn kìa bác Hai. Thì sáng nay trời rất là trong, rất là tốt luôn, mình nghĩ là nắng à, không ngờ giấc này cái đầu đổ mưa giờ không biết sao mà để nấu ăn luôn nữa. Nhờ có cây còng, không có cây còng nãy giờ ướt đồ hết rồi. Nên mình nướng từ này mình làm lỗi sao đâu vậy chú Hoàng. Cha cha, cắt luôn miếng chanh nó bóp vô luôn. Sầu ở đâu cắt miếng chanh luôn luôn. Gỏi trái hay trái nó bóp khô. Qua không bác ba? Còn giỏ nha bác ba. Qua mưa không? Con thấy sao mà hẩm hiu quá. Thấy tới 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 nhẹ nhẹ nhẹ. Sao nói mình thì đâu có biết được. Thôi. Thì bây giờ nếu có gì thì thắng từ từ tính chứ giờ biết sao. Thì có cái gì thì mình rõ cái để mình báo. Thì mình cũng rất muốn quay những cái cảnh đồng lúa cho nó đẹp á, nhưng mà do cái thời tiết thì mình không có thể nào mình biết giờ mình được. Sớm thì tính lên trên cái góc còng trên kia để mình làm cho nó thoải mái. Nhưng mà may thì ổng đang lừng lên rồi đâu có dám. Đâu đi. Cuối cùng ở đây cũng bị. Đi rồi chạy không kịp. Dạ. Rồi thêm nữa mình củi nó cũng ướt nữa. Thật ra mình ở đây thì nó dù gì mình cũng có cái củi khô rồi đặng mình làm mới được, cũng không dễ. Nướng mà mình nướng mà đi xa không có củi không biết sao. Hôm rồi cũng lâu quá chú ba không có xuống với bác ba, bữa nay cha chở chú ba theo xuống thăm bác ba luôn. Năm bên qua anh ngủ rồi sẵn xuống thăm chú ba. Lâu quá rồi chú cháu mình không gặp ha. Không gặp. Thăm chú ba, ba khỏe, thăm chú hai. Thôi chú ba có chủ vừa bữa nay thấy đẹp trai lại còn hơn mỗi bữa. Không đẹp thiệt ha. Trời ơi, đẹp thiệt. Bữa nay trắng như bộ à. Chuyển thời gian dở cho. Cái này phải có cái dù mình bung lên hai bác hai. Quá đã. Có cái dù bung vô quá đã. Quá im luôn. Thôi giờ này có cái dù cái còng này. Có cái còng à. Thường giờ hồi ướt cái cây còng là ướt hết rồi. Mưa cũng không có lớn mà lâm râm mà lâm hoài chị chứ không chắc sao đâu, dễ gì đó. Không mưa càng ngày càng chịu hạt á, mình không có ngồi dưới chẹt được, giờ vô cái mái nhà của bác ba để em tha trụng sầu đâu cho nó son săn là trụng này cho héo nhắn cho đó chị nhắn cũng vậy à, không đâu hết điều gì nhẵn được, chắc xác trên cuốn chú ba cuốn. Mình trụng như vậy thì nó sẽ thơm hơn là mình không trụng. Sao buồn heo quá ha. Bây giờ cũng là đẹp ta của thằng những người đó đất trời đi nó có chắc rồi đi nó ngại ngại quá ha, ngại quá ngại hả cái gì vậy nó sao đâu rồi mình
chụp xong rồi là mình tước ra, tước dễ luôn. Sớm giờ miếng thịt mình cũng ốp xong rồi nè, để vô xiên vô cái tre kẹp vô nha. Nhìn đâu ngại cái thấy nó vàng vàng, nó xoăn, nhìn ngon dữ quá. Rồi được chưa? Rồi. Ngay không? Ngay không? Ngay giữa chưa? Ngay giữa ở dưới nè. Rồi rồi rồi. Đừng đừng chân đừng cho nó sụp. Rồi. Buộc nó chơi trước đi. Để xuống đây mình buộc cho nó dễ. Rồi, buộc đi. Này để ba ông thợ. Nào ông đặng cột cái vô đó, cột dây chì cho nó cứng một chút nha. Bị quá thật nó quạt đó. Ba ông, một ông Vịnh nữa, ông Thợ Vịnh nữa. À, quên nữa, nãy giờ em quên ông Thợ Vịnh nữa, tới bốn ông lận. Năm luôn hả? Lấy đồ kê cho cầm giúp. Phần xây xuống đây. Cũng rớt rồi chứ chứ. Qua nãy có xẻ, xẻ hơi sâu rồi cả nhà, cho nên nó liệu rượu rồi. Cao lấy cho. Ông người chút xíu nó săn lại nó cứng lại hả? Không, nó săn là nó mới cứng lại chứ. Xẻ cho nó thấm. Xẻ cho nó thấm chứ không xẻ gì. Nhưng mà đeo quá quá bự. Vậy đi. Đấy, vậy nó mau chín chứ. Chút xíu nó săn rồi. Cho cái bề kia trước đi. Nút lại. Bánh chim lên đó. Chim lên cái vậy đó, nhưng kha vậy nó cao vừa đó. Để nó xuống chút kha. Ừ, chim lên vậy đó. Ừ, vậy nó đâu có đụng dưới đâu. Đẹp không? Đẹp rồi. Con này ha. À. Quá đẹp. Cái hang này thôi, cái đốt thêm ở ngoài đó đi. Cái đốt thêm ngoài đó, sao mình đi lên ngoài đó. Chơi không con? Dạ. Cây chở nó cái rồi. Chưa nóng rồi. Này thấm ngon dữ à, cũng đẹp luôn à. Đợi lâu lâu mưa cái như rửa chẹt nó sạch vậy đó bác ơi. Ha lại chở quay lại cái ha. Đây mình đốt thêm lửa nè. Bây giờ sợ mưa bắt đầu cái than tàn. Than nó tàn. Thủ cho nó chắc ăn ha anh ba. Teo lại cho nó cứng cứng. Teo lên. Teo vừa thôi, đừng có teo cỡ như em mà chết luôn. Teo cái gì teo mà teo ngay chân cái bằng đứt. Tới bữa nay mà Lục Bình vẫn còn nhiều khê chứ. Cho hoài ở ngoài xong cái nó chảy xuống hoài mưa. Bây giờ nó bay chở quạt cái hướng đó. Bay qua sông nè. Bắt sao cũng mơ xuống tới. Nướng hay khô cá tra trồng gỏi, miếng sườn của mình thì cũng vàng hết rồi nè. Cái này đâu có thua gì quay gì đâu à, xong úp bắt cái lỗ hẻ nè.
dễ gì mà lọt vô đó. Tới tới luôn. Cái kia nó già thịt rồi, trong nó chín rồi, nó nát, nó nát. Ấy nè. Này nước lá. Quay nước me đi rồi, em cho miếng mắm, miếng đường một ngọt vô. Một bài chưa nêm mà. Không biết nêm chưa, nêm thử á. Dạ, chua. Chua có gì chưa? Chưa. Đường bột ngọt. Gia vị. Tê tá tâm hồn. Chào bác bác. Chín rồi đó. Mình coi vô luôn ha. Này nè. Dạ. Dạ, con vô luôn. Kha đi lên mua rượu giùm anh đi Kha. Chị bác 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 bao xuống không làm cái chén cốt này giùm cái bác bác. Sắt mỏng không được thì sắt dày con ơi. Miếng sườn hơi lớn, hơi lớn, nướng hơi lâu sao bác ha. Ngủ hết anh dắt hả bác ha. Quên mấy ông trời. Ai dám cừ anh đâu anh ơi. Sợ anh đi đâu quá. Thấy vậy chứ cũng hai dĩa gỏi quá bác ạ. Được chứ. Không biết cái đít nữa đắng không nữa. Bỏ cái này thôi bác ơi. Thử coi. Đắng hả? Đắng hả? Đắng thì đừng tiếc con ơi. Nhẫn gì bỏ. Nhẫn gì bỏ. Nhẫn nhẫn nhẫn. Dục xong cho cá nó ăn đi. Thắng mưa nè. Ừ. Cho bông điên điển vô cho nó thơm, ngon. To đi rồi hả con. Màu mè. Cái này nó xẹp không ha ba. Chưa quá ơi. Ừ, bông điên điển vàng trái không sao. Vàng như nghệ. Dợp cái màu quá đẹp anh ba. À, anh hai. Ừ. Điển mùa này mà cũng còn 30 ngàn ký cũng có giá. Ủa, mùa này mới có giá chứ. Mùa này cho thơm cho phải từ 4 trái ớt nhưng mà bữa nay có bắt hai thôi, mình hai trái thôi. Cho có cái mùa ớt thôi. Chút xíu nữa cái chén đó, chút xíu nữa mình chừa lên miếng đường bác ba mình làm nước mắm hay chấm. Miếng này có chấm rồi kia đổ hết vô rồi lấy gì chấm. Tô mắm me còn đậu. Cái vô ngoài luôn nè. Cái chừng đi xuống chân bắt con ếch nghe bắt theo. Nhớ cẩn thận nha anh, đừng có mà đạp cái hụt mít nha anh. Văng miếng sườn xuống sập. Không có mò được. Mò lên là hết ăn. Phải chảy mỡ nè. Ừ nó phải chảy mỡ vậy đó anh ơi. Bỏ dép đó đi anh ơi. Quá rồi. Quá giờ đất. Có bài cái nhạo nghe nữa, có bài một bắt tắt. Quá. Đưa đâu? Này tháo đẩy nguyên cái dĩa, nó đẩy gì hả? Sắc ra. Ê, cái giờ em bữa nãy mày. Mày chắc, mày chặt cái gì đó, chặt hai nhánh. Tre. Hai cái nạn. Hai cái nạn. Lắm cái thau gỏi này rồi sao ơi. Thau gỏi này dữ rồi. Thau gỏi này mày bắt mắt nè. Ừ. Chưa dịu hay gì hả chú sao? Chưa dịu không á. Còn chế nó cốt vô nữa. Sao sao đâu có trụng không? Có mà trụng rồi. Rau dâm ở dưới, cá mòi ở trên. Tôi gấp mà nước miếng tôi ực ực rồi nè. Sao được, con cá dụng xuống này tới dốt. Đừng có kéo lên nữa. Buông rồi. Đó. À. Cái kê của bác hai là vậy ha. Dành dứt qua. Dứt gì trơn. Dứt. Nèo ha. Rồi hết phải không. Đi. Cả nhà bữa nay có. Tôi cũng bị tai nạn lần hai. Mà chú ba nó có xuống chơi. Thì cháu mình nó có đem xuống miếng sườn. Mình muối xả nướng. Với khô bóp vỏ xào đâu. Thì sẵn đây có chú Sáu đó với chú Hai nó vô chơi.
thì bây giờ mình cũng găm riêu chút đến mình làm lại ra nha. Người ta nói khách tới nhà không gà cũng vịt, mà bữa nay bác cháu mình có miếng sườn làm cũng được hả bác ba? Có miếng sườn cũng được. Vô lâu mới được. Con vô cơm đi con. À, có hoài mấy ông ơi. Con vô nè. Thì hổm bác ba bị xe ủi á, ủi đít mà tét cái chân hổm, rồi chú ba cũng chưa có xuống thăm, bữa nay cha chở xuống thăm sẵn làm review với chú ba luôn. Thăm cảm ơn cái ông cúng vài lần nữa coi như 3-4 miếng sườn. Nhưng bữa nay tính là trời mưa luôn, không biết sao luôn á anh ba. Nhà mưa mình ở nhà cái nhà cũng được. Quá cái này nó ngon quá cả nhà. Ở nhà. Cô có cha. Dạ. Cô có cha. Có cha vừa ăn luôn. Mà mình trộn với gỏi xào đâu, bông điên điển, dưa leo. Chúng đó ngọt ngay. Hôm nay thì ổng không dám ăn ớt, ổng có cái chén nước mắm riêng của ổng. Ổng ăn ớt sống không ạ? Không ăn ớt chín hả? Ông gặp ông ngán nữa. Giờ ra tái này đi anh. Để họ ngủ ăn không ngon lắm bác. Anh hai. Bỏ đi, bỏ đi. Nguyên cục đi bác ba, nguyên cục luôn. Bự quá ha bác ba. Đừng luôn à. Sướng hả? Sướng hả? Cái này sướng mà. Mềm với bác ba. Đó thịt đó con. Quá êm. Đó gắp miếng thịt đó đi. Nào ăn đi con. Ăn đi. Không có thơm không anh ơi. Thơm. Thơm lắm. Mềm. Chúng thơm giấm xả rồi. Nó thơm. Không vô cái đi. Ăn mồi ngon quá không vô cũng được. Vô thì vô. Vô lỡ căng miếng bự quá rồi bà ba ơi, trời nuốt chút ông ơi. Quay. Quay. Chứ mình gặp miếng thịt bò là mình nướng sớm giờ gan vậy là dai dữ lắm nha bác ba. Dạ. Mà sao cái thịt heo nó lại mềm. Nhưng mà thịt heo mà đã chín, không nướng không chín thì ăn khó ăn không được. Dạ. Thịt bò thì mình đã tái rồi ăn mềm. Không, bữa nay em nướng cái thịt này đã ngon lắm. Ngon rồi thường. Cái này đâu có thua gì thịt quay đâu ạ. Nó trong đó bởi vì cái hông này nó có cái lớp mỡ. Mình nướng là nó rịn ra nó mềm. Nó từ lớp mà sao thịt nó cắn ra cũng lớp vậy. Nó ba gọi mà. Bắt sao? Sườn mà nó dính luôn với cái ba gọi luôn. Dính nguyên miếng vậy đó. Nó nguyên về. Chứ không phải là cái miếng sườn không nó lóc ra ba gọi ra rồi không có, này dính luôn với ba gọi luôn. Nó dính luôn. Bò thì nó không có mỡ, thịt không à. Bây giờ là hình như là sườn là người ta bán vậy luôn đó bác ba, thấy không có gọc sườn ra sườn ba gọi ra ba gọi, vừa miếng sườn với miếng ba gọi nó dính vô luôn vậy đó. Dễ bán. Không sao. Dạ. Còn mỗi lần mình có như dút. Mình mua mấy bẹ bắt đầu mấy bẹ ra vậy nè. Ừ. Nó lên tháo. Ông mua mấy bẹ thì ông nói ừ tôi lấy mấy bẹ thì nó gọc. Thì tùy theo cái nơi cái chợ bán á, chỗ mình thì bán vậy. Còn mấy chỗ khác thì mình không biết. Ở chợ mình đâu bán gì không? Đâu thấy đâu bán. Chợ Bình Bảy. Này, chợ mình không có à. Cái này chợ Bình Bảy nè. Dạ. Mỗi lần nhập bán ở đâu thì coi như nó tạo. Cái miếng này có nãy có 2.4 kg. Bữa đó mình đi chợ mình mua đó bác ba. 2.4 kg. 2.4 kg. Mà mình gọc ra hết cái lớp da cái lấy hết lớp da rồi kìa. Dạ. Chớ có nguyên miếng. Lấy lớp da ra cỡ 400 g đi, này cũng còn 2 kg. Dạ. Mà cái miếng bữa đó là nếu mà căng hết giấm cũng có từ 5 kg, hơn 5 kg nữa. Nhiều quá. Dạ, nhiều lắm. Rồi hết sao? Còn thiếu khoảng mấy chục cây nữa. Có thể là nhiêu cây? Nhiều. 145, 150 là có 138 cây. Giống như cây bác sao? Thằng rể nó mua đủ cỡ, thứ 50, thứ 55, thứ 49, thứ 45, thứ 39 đủ. Thì cỡ. Coi cái nào đẹp thì mình lấy. Đẹp thì lấy, không cho nó bằng. Không cho lấy. Thôi vậy bình quân đi, 55.000 cây. Rồi. Mừng 55 là dữ
Bình lừa quân chắc con nghĩ chắc 52.000, 52, 53.000. 138.000 mà chia cho 138 cây chia cho 6 triệu, 6 triệu mấy đó. Dạ. 6 triệu mấy không chia cho mình ra liền à. Chi cũng được. Rồi cái gì mất sao? Bác Sáu lấy cọc lúa chưa bác Sáu? Chưa. Rồi bữa hổm con điện bác Sáu đó, bác Sáu nói vụ mà cho mướn dưa leo thì sao? Ủa làm dưa hấu thì sao rồi? Dưa hấu có nghĩa là nó chịu mướn mà nó chơi chục công ít quá. Dạ, phải mấy vòng vòng nó có ai nữa có thì dạ. 30 công trở lên. Dạ. Rồi tôi chỉ là Minh Sâm mà nó cắt cái sông nó không chịu, phải liên tục 30 công nó dập dần nha. Cho người ta bơm nước đồ này kia nó dễ hay sao? Nó lấy xử lý nó dễ. Dạ. Rồi cắt ta. Thay vì mình làm một bên một thì mình đặt có một cái máy một à. Còn bây giờ bên kia cái nữa bắt buộc phải đặt hai cái máy đang bơm vô. Nó như vậy là kể như là không đông rồi phải không? Không là đổi sinh cặp bên tôi á. Nếu mà đắt mình mà con thấy dần cơ cho mướn làm dưa hấu là em nói nghe bác Sáu. Mấy vụ là mình bằng lúa là hết dần cơ liền. Cái gì hổm rồi hổm có cách nó mới xuống không được đó. Dạ. Thì đẩy qua đẩy lại nó mặn. Có lửa thằng to kìa. Con thấy con ông con dâu ông anh giới thiệu đó. Ừ. Hạnh đâu đó. Đó thì coi như là ở dưới bà chú. Ở đâu mà nó không thấy con Hạnh quen hả? Bà Trúc. Rồi coi như là em nó gả về với bà Trúc á. Bà Trúc nó mới là mà như hấu nè. Là dưa hấu đó đó. Trời ơi. Chứ ai đâu không thấy nó tắt tôi. Mình hấp nhiều ngày chắc cũng thấy vừa đủ ha bác ba. Đây này con khỏi chấm luôn. Vậy là nó hỏi chấm luôn. Hồi sớm rồi bác ba có để miếng nước mắm bữa vừa ăn. Có ăn có chấm. Nhưng mà anh em mình bữa nay hợp tác nướng này quá ngon. Ok anh. Có ngại có thêm miếng nước mắm. Dạ. Thêm miếng mắm biểu để muối mà không có. Thì mình cố gắng mình làm món nướng sao cho ngon ngon, mai mốt mình mua con dê về mình nướng. Chờ nguyên con cũng không. Dạ. Nước rồi đốt nguyên cái tre mà sóc nó vô. Sớm giờ bác cháu mình cũng làm hết hai chai rượu rồi. Giờ lên trên đây ngồi châm bình trà để mình uống để bàn cái chuyện ngày mai. Hoặc là ngày mai là bác ba sẽ đổ đường là xúc cái đống đá nằm bên đó đó. Vô bao rồi xe chở lên trên kia đặng mình giá cái đường lại đằng này mai mốt ta chở lúa xuống. Dạ. Cho nếu mà lỡ có mưa bây giờ mình chở cũng được, nếu mà bây giờ mình không đổ rồi mưa xuống lấy gì chở được không các ba. Dạ. Thì chắc ngày mai mình với cha với em Kha rồi chú Sang có rảnh nữa thì ngày mai chắc xuống phụ với mấy bác mấy chú dưới đây rồi cùng nhau để mình đổ cái tuyến đường này cho mơ mốt bà con mình thu hoạch lúa cho nó dễ dàng. Giá đường thì giá nha, chứ còn mà giá tàu lao là không. Cha chọc bác Sáu hoài. Giá chỗ nào thì chỗ đấy nó cảm ơn. Rồi sao rồi mời bác Hai có tham gia không bác Hai? Bị gì á? Đó bà mới ngủ quá cái gì tại gia đình nuôi thì có gì nó bị bao quá bởi vì có hai vợ chồng già tôi đi đây bả mò tội nghiệp em bả mò đâu được mò vô biết ba thì nhiễm độc bác hai gái thì bác hai gái mới mổ mổ còm á giờ phải bắt hai chai phải nấu ăn này kia mới được chứ bắt hai gái thì không có vô bếp để nấu sợ cái khói á. Dạ mới mổ mát vậy nãy anh vợ anh nói thì gớm tắt nó thôi chị hai chỉ mổ mát thôi anh đi không được anh ở nhà anh phải phụ là phải nấu cơm gì đó tự anh nói vậy là nó rất đơn giản rồi đơn giản
mình nghĩ cái già đó không được. Nhưng tôi nói là ông gì nè, vòng vòng người ta nói hai vợ chồng á thì bố con mắt không mà hai vợ chồng á bắt con ma là hai vợ chồng có ba con mắt không được. Chết bà con rồi à, sớm giờ thì bác cháu của mình cũng làm sương sương mấy chai rồi, cũng có nói chuyện vui qua lại nhau, cả nhà xem cũng thông cảm, chủ yếu là vui là chính. Thì uống hết cái bình trà này nữa thì mình với cha với chú Sang với em Kha sẽ chạy vào chợn rồi sắp xếp công việc, rồi ngày mai sẽ xuống sớm cùng với bác Sáu bác Ba sẽ đổ đá cái tuyến đường để cho bà con mình thu hoạch lúa được thuận lợi. Rồi giờ mình chào cả nhà luôn, bác Ba chào bác Sáu.